kiểu là một dấu tích xưa còn để lại với những bức tường rêu phong. Nó thấy bức tường thần không? Bức tường đây là sau này là cái kiểu như một cái dấu tích làm bằng tay. À dạ. Nhưng mà nó đem xe cái xe cạp ấy. À nó cạp để cho xe tăng nó vào. À xe tăng vào. À. Thì thời kỳ là cái lính thủy đánh bộ nó ở đây nó có xe tăng. Dạ. Và đây là ngôi chợ Phú Bình. Phú Bình. Và con người gì ta? Đây là khu vực cấm. À mọi người. À là họ mở ra đó để đi mua. Đường Bờ Hồ khi mua chứ rồi. À. Thậm chí là cái không gian phía sau này mà nếu mà bà con khách du lịch hay là bà con Việt kiều nào lâu không về thăm quê ghé thì cũng chắc chắn là khá là bờ ngỡ đấy. Mình trân trọng mến chào bà con, cô bác, anh chị và các bạn. Sáng ngày hôm nay là ngày 31, ngày cuối tháng 10. Và video này là video cuối cùng của mình trong tháng 10 mọi người. Tháng 10 cũng là một tháng mà đầy mưa bão, mưa gió, lũ lụt. Đây mình đang có mặt ở đường Mang Cá Nhỏ mọi người. Đây là một trong những cái bức tường thành kiểu là một dấu tích xưa còn để lại với những bức tường rêu phong, cảnh tượng những ngôi nhà di dời còn lại bức tường trơ trơ. Và các bạn thấy cái bức tường thành ngày xưa. Ở đây là cái đường Mang Cá Nhỏ này, Kiệt Mục. Các bạn thấy không? Cái tên đường Mang Cá Nhỏ, Kiệt Mục. Đi vào trong này là còn nhiều kiệt khác nữa mọi người nhé. Ba kiệt bốn. Đi ra theo cái hướng của bức tường thành này. Các bạn thấy bức tường thành không? Tưởng đây là sau này là cái kiểu như một cái dấu tích làm bằng tay. Đó, cái này bằng tay á mọi người nhé. Đi ra ngoài tưởng khá là cao, còn cô bác thấy cao rất là cao, khoảng tầm 4 mét đi ra cái ngôi chợ Phú Bình. Cao ngôi chợ Phú Bình rồi đấy. Ở đây có mấy ngôi nhà đây di dời rồi mọi người này, còn một dãy nhà nữa. Ở đây có một cái mương, cái thành hào. Thành hào có cái sông. Tươi mới đẹp à bác? Dạ dạ. Bây giờ hay là chỉ có một quả rồng thôi. Dạ, yeah. Một số quả là bị rồng rồi bác hay. Dạ. Nhưng mà chúng ta nếu mà đưa lên trên cũng lại chín đẹp. Dạ. Thấy nó chín cũng đẹp đấy chứ. Thấy cũng đẹp đấy chứ bác. Lấy được góc đó, toàn cảnh nè. Có cả cả mấy cái anh nữa. Dạ. Nhưng mà giả sử như xuống đe là cái chuối nữa đi cậy. Chỗ đó đe cái chuối này ra thì... Dạ, tôi cũng ngại lắm, đi xuống dưới giờ ngại lắm. Bác ở trong Mang Cá nè. Vâng. À, dạ. Được cái góc này mà chủ chục kia là coi như được cả bãi nhà. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn bác. Đồ nông thôn quả. À dạ. Cũng có gì đặc sản. Dạ. Con thấy cái dấu tích của bức tường thành này giống như kiểu mình làm bằng tay ra à bác hay? Cái này là từ thời nhà Nguyễn đấy. Thế là như thế, cái hồi Nguyễn nó ở là để nó cái cổng trước ấy thì nó hẹp thôi, giống như mấy cái cổng ở Đông Ba thôi nữa. À dạ. Nhưng mà nó đem xe cái xe cạp ấy. À nó cạp để cho xe tăng nó vào. À xe tăng vào. À thì thời kỳ là cái lính thủy đánh bộ nó ở đấy nó có xe tăng có 183 đấy. Từ thời Mỹ này cho thời Pháp là chưa. À thời Mỹ. Thời Pháp là hành bằng cổng như thế, ở trong này là hành có một cái đơn vị hậu cần của thời Pháp. À dạ. Nó ở trong. Dạ. Là bác ở đây lâu chưa? Bác ở trong 35 năm rồi. 35 năm. Bức tường thành như vậy bà con cô bác anh chị mới thấy được những cái dấu tích lịch sử ngày xưa. Nhưng mà thật sự ra để tìm hiểu thêm về cái đó thì chúng ta phải cần nghiên cứu nhiều mọi người nhé. Chúng ta chỉ xem cái hình ảnh tại đường Mang Cá. Và đây là ngôi chợ Phú Bình. Phú Bình. Mà con cô bác anh chị và các bạn cùng tham quan một vòng quanh cái ngôi chợ này, ngôi chợ Sư Huế mọi người nhé. Đây là cái
trên đường Đào Duy Anh. Ở trong này có rất là nhiều cái kiệt mọi người nhé. Đây là có ngôi chùa Phú Bình mọi người này. Đó, chùa Phú Bình. Huế thì cũng có rất là nhiều chùa. Dường như là phường nào cũng có ngôi chùa mọi người nhé. Dường như mọi người nhé. Dường như là phường nào cũng có chùa. Đây là có một cái tuyến đường đi vào. Còn có bác anh chị cùng với mình đi thăm con xứ Huế sáng nay. Huế bằng đêm thì mưa tơi tả. Đây là cửa trại. Còn có bác anh chị thấy đây kẻ trại. Đấy bác. Kẻ trại. Ở đây là có một cái cổng mọi người nè. Và còn có bác anh chị đi bao quanh cái thượng thành. Đây là cái phong cảnh của các cái thành hào ở phía trước. Đó. Bên trên này là cái cửa này là cửa gì ta? Đây là khu vực cấm. Đó, mọi người này. Là khu vực cấm. Là không có vào được trong đó mọi người nhé. Và chỉ đứng ở cái khu vực này thôi. Cổng vào rất là lớn. Ở đây là có một cái con đường đi dọc ra phía sau này. Đường này đi dọc sau theo cái tường hầm này. Chúng ta hỏi cái thứ là có cái con đường này là đi theo đi ra chỗ nào được. Dạ, con chào bác. Cái đường này mình đi vòng ra sau kia, mình đi qua bên kia được không bác hả? Không được. Không được hả? Đây bộ đội đó. À, trong này là bộ đội rồi. À, cơ quan. À, dạ vậy hả? À, là trong ở đường này là vào trong đó là bộ đội rồi à? À. À, và trong ở nơi cổng nó không có ai gác chắn cả bác hả? Có gác đấy. Ngồi trong hả? À, ngồi bụp á. À, dạ. Trong mỗi nơi cổng đó bác cua ra thôi chứ con ai cho bố. À. Bố rõ ra bộ chỉ huy tỉnh năm nữa. À, bộ chỉ huy tỉnh. Còn đi vòng trước bờ thành này đi qua đây là cái đường là đường đi mô bác hả? Mô. Ở phía trước này có cái đường nhỏ đó. À, đường nhỏ đi đây, đi không được. À, là họ mở ra đó để đi không, đi mô. Đường ở đường bờ hồ cái mô chứ. À, à, đường bờ hồ. À, cũng nhà to luôn hả? À. À. Tức là từ cái nhà nó vô là không bị còn nhà bác là bị à? Không đợi từ đây tới ngã cục điện lâu là không bị đó. À dạ dạ. Thẳng rồi đấy. Còn dạ, bên gì dạ. Nữa, bên gì đi luôn. À, đường bên thẳng bờ hồ trên. À. Đi thì làm dọc theo bờ hồ đó hả? Đó đó. Dạ. À đây. Ở đây là cửa trái đó. À, cửa trái. Dạ dạ rồi, cảm ơn bác. Gọi là cửa trái, cửa này gọi là cửa trái. Đây mẹ bán mua bán về chai thanh long, cầu thanh long. Còn đi cái tuyến đường này thì nó kiểu như song 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 với cái đường bờ thành đó mọi người nhé. Song với bờ thành của kinh thành Huế. Trường Huỳnh Thúc Kháng. Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng mọi người. Đạo Duy Từ. Huế chợ Huế sáng nay. À, bà con có bác anh chị thời tiết thế này đi dạo cả ngày cũng được mọi người. Dạ bờ sông rất là đẹp. Chúng ta đi dọc theo cái tuyến đường của đường Đào Duy Từ, Đào Duy Anh này. Chúng ta đi qua ra Đông Ba Huế mọi người. Đó, đây là kinh thành. Đây cạnh bên này giải tỏa làm đường. Đây là đường vào cửa Đông Ba, cầu cửa Đông Ba bên này ốc. Ốc ghế ngồi được Phan Đăng Lưu. Đó, Phan Đăng Lưu này, cái vị trí này là cà phê sáng. Rất là đẹp.
và dường như là tháng nào ở đây nó cũng nông gặp. Một vòng thành Huế, chợ Huế sáng nay có bún giò chả ở trong thành Huế. Ở phía trong này mọi người đi ra sau nữa luôn đó, cái đoạn đó là đi ra sau đường bờ hào trước kinh thành, đoạn giải tỏa kinh thành, giải tỏa trước kinh thành đó, bán rong, gánh hàng rong cũng ế ẩm đó. Chúng ta đi qua thăm cái ngôi chợ lớn nhất của đô Huế sáng nay, buôn bán chợ búa buổi sáng đẹp trời. Ngày Huế đẹp trời là sẽ như thế nào? Khác với những lần quay trước thì lần này trời đẹp, không mưa. Cảnh buôn bán chợ của Huế chúng ta như thế nào? Đây là cái không gian buôn bán của bà con ngày càng đẹp lên đó. Thậm chí là cái không gian phía sau này mà nếu mà bà con khách du lịch hay là bà con Việt kiều nào lâu không về thăm quê ghé thì cũng chắc chắn là cũng khá là bờ ngỡ đấy, vì mình thấy được sắp xếp lại. Đó, sắp xếp lại, quy hoạch lại, chỉnh trang lại, trở thành một ngôi chợ nó ngăn nắp, sạch sẽ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đây cũng có một vài cái quy định mới là chợ Đông Ba Huế là không có nói thất, như là ba không, không nói thất. Có một cái đi đó rất là hay, vì trước đây là chợ Đông Ba có một thời điểm là kiểu đi chợ Đông Ba là phải trả giá rất là dữ mới mua được, nhưng mà sau này thì khác rồi, chất lượng sản phẩm nâng cao, bà con thì chắc chắn là cũng hy vọng là mua hàng rẻ lắm đó, mua hàng đúng giá là được, mua hàng đúng giá là được, không cần phải mua hàng rẻ. Cái đường đi ra chỗ đó thì còn hơi kiểu tạm bợ quá, làm một cái rào chắn để kéo qua cho nó đàng hoàng, có người chui được người không. Trên này thì đang thi công cái hạng mục nào ở đây của Tràng Tiền Plaza mọi người, nên là hơi bị bụi bọc. Thấy không, đoạn này bây giờ nó không có lấn làng ngồi trên vỉa hè để bán, không được lắng lại. Đó. Mình chỉ là cầu Tràng Tiền. Mắm Cô Ri. Mắm Cô Ri nằm ngay phía chỗ Highland Cafe. Highland Cafe này là của chúng mình. Cà phê này mới chuyển nhượng lại. Rồi bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại. Bên kia là cảnh bà con bán hàng tại cái đại chuối, bài cái ẩm thực tại mối cầu Tràng Tiền, hình ảnh rất là đẹp. Phía trước nữa là mọi người thấy hình ảnh của Halloween Huế, mùa lễ hội sắc phương Nam. Mọi người sắc phương Nam này là cái khu vực mà trang hoàng lễ hội Halloween, khá là đẹp.